Những con giáp nhiều lộc nhất trong ngày mùng 3 Tết. Chào mừng quý vị cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát. Thưa quý vị, năm cũ qua đi, năm mới vừa tới. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị rước lộc vào nhà, quà cáp bao la, mọi nhà no đủ, vàng bạc đầy tủ, gia chủ phát tài, già trẻ gái trai sum vầy hạnh phúc. Mùng 1 sớm mai, mùng 2 đầu tháng, và đây là những con giáp vô cùng may mắn trong ngày mùng 3 tháng 1 âm lịch năm 2023. Vào ngày hôm nay, các bạn làm gì cũng vô cùng thuận lợi, từ việc nhỏ tới việc lớn, đi làm dễ được khen thưởng, đề bạt. Vào ngày hôm nay rất tốt để các bạn khai xuân, mở cửa hàng, khai bút đầu năm, và đó là các con giáp Dần, Tỵ, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi. Các bạn hãy tận dụng cơ hội ngày hôm nay để có bước tiến lớn trong sự nghiệp nhé! Tuổi Dần được tam hợp che chở, tử vi hôm nay dự báo người tuổi Dần có cảm giác ổn định khi nhận được sự trợ giúp của vận khí đương vượng. Đây cũng là ngày mà nếu con giáp này cảm thấy cần đến sự giúp đỡ thì hãy mạnh dạn lên tiếng đề nghị thay vì giữ im lặng. Hãy yên tâm mà mọi người sẽ hỗ trợ bản mệnh mà thôi. Với cát khí trong hôm nay, các cặp đôi nhân cơ hội này để làm mới tình yêu của mình luôn đi nhé. Người độc thân dù chỉ được một lời thăm hỏi thông thường từ người khác cũng khiến lòng bạn ngập tràn hạnh phúc. Vận tài lộc có thực thần nâng đỡ nên tuổi Dần hôm nay lộc lá không thua kém bất kỳ con giáp nào. Nhiều bạn nhận được lì xì hay niềm vui từ công việc một cách bất ngờ. Mới là ngày mùng 3 Tết, đừng vội lao vào công việc, hãy dành cho mình thời gian nghỉ ngơi để có thể lượn lờ phố phường, đi thăm bạn bè họ hàng, khám phá những địa điểm mới. Cố gắng làm mới lại tâm hồn và suy nghĩ của bạn để thư giãn tâm trí nhé. Để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Dần nên sử dụng vật phẩm phong thủy. Tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất của phong thủy Gia Cát, đặc biệt là vòng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Dần để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Tuổi Tỵ, xem tử vi ngày mùng 3 tháng 2 năm 2023 của 12 con giáp, tức ngày mùng 3 Tết Nhâm Dần. Tuổi Tỵ có tam hợp nhập cục nên mọi công việc ngày này vẫn khá yên ả. Bản mệnh có một ngày mùng 3 Tết quây quần ấm cúng bên gia đình, không có gì phải bận tâm. Những người độc thân có một tâm trạng háo hức và hy vọng có được một người để cùng nắm tay chung lối, và điều này hoàn toàn có khả năng xảy ra trong hôm nay. Có điều đừng quá vội vã trong chuyện tình cảm, hãy để mọi thứ ở bước khởi đầu tốt đẹp thôi bạn nhé. Sức khỏe của bạn đang ở mức ổn định nhưng cũng đừng chủ quan mà sử dụng nhiều chất kích thích. Bạn nên chú ý sức khỏe đường tiêu hóa, hạn chế các đồ ăn nhiều dầu mỡ hay uống bia rượu để không gây áp lực cho dạ dày những ngày Tết. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tỵ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Ngọ, người tuổi Ngọ có tâm trạng khá thoải mái trong ngày mùng 3 Tết, tuy nhiên bạn nên thận trọng trong lời ăn tiếng nói, đừng để sự thẳng thắn tùy tiện của mình giết chết cuộc trò chuyện. Bên cạnh đó đừng nói những lời làm tổn thương đến người khác. Ngày Tết hãy dĩ hòa vi quý, bạn sẽ nhận được nhiều may mắn. Ngày này được người độc thân cũng có quý nhân tốt với người khác giới. Dù bạn không làm gì nổi bật cũng vẫn có thể thu hút được ánh mắt của mọi người. Bạn hãy mở lòng để người khác có cơ hội hiểu rõ hơn về mình. Hôm nay nếu bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với quá trình vui chơi, nhậu nhẹt quá nhiều thì đó chính là dấu hiệu cảnh báo cơ thể bạn đang bị quá tải. Đây chính là lúc nên dành thời gian chăm sóc lại sức khỏe của mình. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Ngọ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Mùi, xem tử vi ngày mùng 3 Tết của 12 con giáp, lục hợp mang tới cho người tuổi Mùi vận trình tương đối an nhiên trong mọi việc và có nhiều niềm vui về tình cảm. Ngày này đường tình cảm có những chuyển biến tốt đẹp, thuận vợ, thuận chồng, gia đạo êm ấm và nhiều tiếng cười. Đường tài lộc của bản mệnh trong ngày mùng 3 Tết có phần bằng phẳng hơn, không phải lo lắng quá nhiều, bản mệnh giành được nhiều cơ hội có thể kiếm tiền bằng chính sức của mình. Người làm kinh doanh nên cố gắng nắm bắt thời cơ ngay từ đầu năm để đón may mắn và hanh thông cho cả năm. Nhờ tam hội nên quan hệ xã giao hài hòa, đi đến đâu có thể mang tiếng thơm đến đó. Những người độc thân có đối tượng chủ động tiếp cận với bạn, thế nên cơ hội hẹn hò được mở rộng hơn và rất có thể đây là một mối quan hệ lâu dài và nghiêm túc. Nhiều bạn cần làm bây giờ là hãy mở lòng mình ra nhé. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mùi cần luôn mang theo bên mình
Vòng tam hợp quý nhân hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Tuất. Ngày Ngọ Tuất bắn hợp, tuổi Tuất có thể nhận được nhiều lời khen từ người khác về cách cư xử khéo léo và tinh tế của mình. Các mối quan hệ đều tiến triển tốt đẹp và hài hòa, vì vậy mà tinh thần của bạn vui vẻ suốt một ngày, không gặp bất cứ trở ngại gì. Bạn cũng dành thời gian chăm lo cho các mối quan hệ gần gũi với người thân, bạn bè. Người tuổi này nhận ra rằng suốt một năm qua bạn bận rộn như thế, nhưng giờ phút quây quần với mọi người như lúc này mới là giây phút bạn mong chờ nhất. Người thân chính là điểm tựa vững vàng cho bạn vượt qua khó khăn, trở ngại của cuộc sống. Nhờ cục diện hỏa sinh thổ nên con giáp này cũng may mắn về được tiền bạc. Đây cũng là ngày thuận lợi để khởi động các dự án quan trọng, khai trương, khai bút đầu năm. Tuy nhiên bạn cũng nên chú trọng trong việc ăn uống, đừng ăn những thực phẩm có hại cho sức khỏe hoặc uống bia rượu quá nhiều. Tết là dịp mọi người về tựu gặp gỡ nhau nhưng không có nghĩa bạn vui chơi quá đà mà bỏ bê sức khỏe của mình. Để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Tuất nên sử dụng vật phẩm phong thủy. Tam hợp quý nhân dần ngọ tuất của phong thủy gia cát, đặc biệt là vòng cũng được thầy gia cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Tuất để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Tuổi Hợi, ngày mùng 3 Tết, tuổi Hợi có tỷ kiên độ mệnh nên làm việc gì cũng thuận lợi trơn tru từ đầu tới cuối. Nhưng bạn cũng đừng vì thế mà tỏ ra kiêu căng, thích thể hiện bản thân quá mức sẽ khiến những người xung quanh khó chịu. Hãy luôn khiêm nhường, sống hài hòa với mọi người, bạn mới được yêu thương, quý trọng nhiều hơn. Tình cảm cũng là điều khiến cho bạn hài lòng hôm nay khi nhận được sự ủng hộ, san sẻ của nửa kia. Tết là dịp tuyệt vời để mọi người xích lại gần nhau hơn và mối quan hệ vợ chồng cũng được hâm nóng sau những tháng ngày xa cách vì cả hai đều bận rộn trước đó. Ngày hôm nay, những người tuổi Hợi nên hạn chế tới những nơi đông người, nên tránh mang nhiều tiền mặt, đồ có giá trị vì có nguy cơ bị mất mát, hao hụt. Ngoài ra, con giáp này cũng nên hạn chế mua sắm phục vụ nhu cầu cá nhân khi không cần thiết. Để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Hợi nên sử dụng vật phẩm phong thủy. Tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi của phong thủy gia cát, đặc biệt là vòng cũng được thầy gia cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Hợi để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thưa quý vị, ngày 3 tháng 1 năm 2023 âm lịch, tức thứ ba ngày 24 tháng 1 năm 2023 dương lịch, là ngày Nhâm Ngọ, tháng Giáp Dần, năm Quý Mão. Ngày này có nạp âm là Dương Liễu Mộc. Ngày này thuộc hành mộc khắc hành thổ, đặc biệt là tuổi Canh Ngọ, Mậu Thân, Bính Thìn thuộc hành thổ không sợ mộc. Ngày Ngọ lục hợp Mùi, tam hợp Dần và Tuất thành hỏa cục, xung Tý, hình Ngọ, hình Dậu, hại Sửu, phá Mão, tuyệt Hợi, kỵ tuổi Bính Tý và Canh Tý. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra 6 con giáp may mắn nhất trong ngày hôm nay. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn nhé. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!